Thấy chẳng mấy em chưa có biết gốc tích của em anh nhé, thế nào em là môn đệ của bà giáo sư Hương Phụng đã nhập môn cầu đạo từ nhỏ rồi tới chừng có con cái chồng con rồi thì không có thấy lo đạo được. Rồi hôm nay trở về hành đạo. Chồng là Vũ Quảng Năm, sở chiến binh. Em nếu tính ra thì đã nhập môn có trên 20 mấy năm. Gia đình bởi vậy cho nên không có vào hàng thánh, tức như không có vào hội thánh, mà làm được một vị chức sắc của thế đạo. Lát nữa và sẽ tinh thần để qua xuống nước và qua ban phép lành rồi thì cả thái mấy em đều cầu nguyện đến xin Đức Chí Tôn cho Phật mẫu ban ơn cho em đủ can đảm, đủ năng lực đặng gánh vác cái quyền thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã giảng phó. Mấy cái phẩm thế đạo và nói cho rõ ra cho mấy em hiểu, nặng nhất là bên hội thánh nam nữ trong chức tước của thế đạo gọi là tiên pháp, rồi gọi là co lợi ích, họ cũng đứng vào hàng phẩm của chức sắc thiên không như vậy, nhưng mà họ không có thế gì phế đời hành đạo. Nên Đức Chí Tôn đã để sẵn cho họ bốn cái địa vị, bốn cái địa vị hay ho lạ lắm. Bước hiện tại, tất nhiên là cả thái đều nghe cổ tục của chúng ta về đẳng nho, gọi là thánh hiền. Tất nhiên hiền là kế hạng thánh. Một lúc xưa kia mà họ giữ cái khuôn khổ đạo nho thành cung hiền, nó không phải dễ. Bậc hiền là phải làm thế nào gương mẫu cả thái người nơi nào, bất kỳ người nào, bất kỳ nơi nào mà mình để cảm đến cho thấy mình là người hiền. Cái gương mẫu hiền nó có thế một cách gián tiếp, dầu một ngôn ngữ hay là văn từ ta không có thế dạy người, mà ta dạy với cả hành vi của ta, cử chỉ của ta, nếp hạnh của ta cho thiên hạ noi theo gương ấy cư xử lẫn nhau trong xã hội
xã hội nào mình đến thì cái gương hiền mình đó nó phải trải ra. Còn phần sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời tôn giáo của họ thì gần gũi như người chưa có đạo, đang đổ lỗi họ, thức tỉnh họ. Đời quá mê muội gì, công danh quyền lợi của đời họ không có nghĩ đến, không có tưởng đến, mà có ăn gì hiền đến dục tỉnh họ lại, chẳng nhớ quả căn kiếp của họ. Nhất là họ nhớ cái tu của họ. Thấy rằng cơ quan khổ độ về thế đạo, rồi lên bậc quốc sĩ, thấy hiện tại rồi, có hữu dụng cho cả nhân quần xã hội được bất kỳ nơi nào đến, thì mình đi tới cái địa vị là chỉ như mình. Có thế mình làm sao cho nước trị nhà yên được? Mình nói rằng có thế binh vực cả tương lai mạng vật của một nước được, bởi vì nhờ có cái bực hiền tại của mình đó, mình đã giáo hóa người được rồi, thì tất nhiên thiên hạ theo mình. Mà theo mình tất nhiên mình có thế tâm một số người mà đã theo mình cũng như thế, cái bực hiện như tăng tử, như mạnh tử kia, dầu hạng thánh, thì về thiên liên cho hội tại thế, họ cũng là ông thiện vậy thôi. Rồi hãy thiên hạ nghe, giáo hóa được, thì một người phục sự cho xã hội, trong một nước được, còn nước của mình, nước cũng nước nào khác nữa. Cái đi giáo đạo hồi xưa là như vậy. Cái nước nào không có ra xuất hiện ra bực thiện thì bực hiện tại nước khác đến giáo đạo. Mấy cha mới có bây giờ bực hiện tại bực chí thủy rồi đó. Họ một rồi họ giao qua thiên hạ được rồi, họ phục vụ cho một nước được, như Bino de Behan và các cha cố trước kia phục vụ cho một nước được, nước Việt Nam thì lên cái hạng phẩm chí sĩ quốc sĩ. Mình chí sĩ nhưng mình có thêm nữa giúp nước được, nó thành là quốc sĩ. Từ chừng mà mình đứng cái địa vị quốc sĩ rồi, lên hạng phẩm đại phu, mình giúp ích cho một nước được, tức mình giáo hóa cả một quốc dân đó được. Đại phu là cái gì? Người lớn như ông tôi. Mọi người lớn đó là ít kiếm được lắm. Thánh chưa người ta rất là hạ mình của người ta. Mà hãy cái người nào mà được thiên hạ tôn tặng là đại phu đó là quá chừng. Là lớn lắm. Rồi hãy làm đại phu. Đã giao qua nước đó được. Nếu mà cả cái đạo hạnh của mình, cái đạo đức của mình phổ biến ra cả toàn thiên hạ, dầu mình còn ở một chức đầu làm thủ tướng hay làm tể tướng hay làm đệ đại phu hay làm bất kỳ gì mà mình có thêm giáo hóa của nước được, tất nhiên mình có thể hiện ra cái là đạo ở trong mình. Đã phải coi mình là gương mẫu đạo đức của cổ truyền để lại. Lên phu tử. Phu tử là tất nhiên là thầy cả thiên hạ. Có thứ được giáo đạo, đang giáo hóa thiên hạ, đang làm. Mấy em nghe cái đó. Bốn cái tư vị về thế đạo là hiện tại, quốc sĩ,
đại phu thuộc phu tử. Nếu mà một ngày kia có vị đại phu thuộc vị phu tử mà được tân phong lên tòa thánh thì vĩ đại lắm, trọng thể thể lắm thì không. Mà từ hồi nào giờ thì trong đạo có đại duy có được hiện tại thôi, chứ chưa có đấy quốc sĩ, chưa có ai được quốc sĩ. Rồi qua làm phép tấn phong cho Thank you.